Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5. Củng cố sau biến động mạnh. Sau một tuần với nhiều sự sôi động được thúc đẩy bởi cuộc họp chính sách của Fed, dữ liệu nền farm và hai lần can thiệp thị trường từ Nhật, bước sang tuần mới, thị trường có thể sẽ yên ắng hơn khi mà ít có các sự kiện bom tấn như vậy. Tuy nhiên, ngoài các vấn đề địa chính trị đang chi phối thị trường, vẫn có những điểm nóng mà trader cần chú ý trong tuần mới. Mời mọi người cùng xem đó là những sự kiện nào nhé. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn. Finfin chuyên về sách đầu tư trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. BOE chưa đến lúc hạ lãi suất và đồng bảng Anh có thể được hỗ trợ. Nền kinh tế Anh dường như đã thoát khỏi cuộc suy thoái nhẹ mà nó rơi vào năm ngoái và cuối cùng đã bước vào giai đoạn phục hồi. Các cuộc khảo sát kinh doanh chỉ ra sự tăng trưởng vững chắc trong quý đầu tiên và động lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong quý 2 nhờ sự phục hồi trong chi tiêu tiêu dùng khi tăng trưởng tiền lương vẫn duy trì ở mức ổn định. Mặt tối của sự hồi sinh kinh tế này là lạm phát vẫn dai dẳng. Tỷ lệ CPI cơ bản được giữ ở mức trên 4% trong tháng 3 và các cuộc khảo sát kinh doanh cảnh báo về sự tăng tốc trở lại trong những tháng tới khi các công ty nâng giá để chuyển chi phí gia tăng sang người tiêu dùng. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Trung ương Anh khó có thể đưa ra tín hiệu về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào sắp xảy ra khi kết thúc cuộc họp vào thứ Năm, phản ánh áp lực lạm phát. Tuy nhiên, điều đó sẽ không gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư. Những người hiện đang mong đợi được cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ được thực hiện vào tháng 8. Thông điệp rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn còn xa trong tương lai có thể có lợi cho đồng bảng Anh, mặc dù phản ứng ngoại hối rộng hơn cũng sẽ phụ thuộc vào các dự báo kinh tế mới và cơ cấu phiếu bầu chọn của ủy ban. Lần trước, một thành viên đã bỏ phiếu cho việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức, nhưng với chuỗi dữ liệu đáng khích lệ gần đây, quan chức này cũng có thể bỏ phiếu để giữ nguyên lãi suất lần này. Trong bức tranh lớn, triển vọng của đồng bảng có vẻ lạc quan một cách thận trọng, trong khi đồng bảng đã mất khoảng 1,5% so với đồng đô la trong năm nay. Nó đã tăng một khoảng tương tự so với đồng euro và gần 7% so với đồng yên. Do đó, kỳ vọng về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đã hỗ trợ cho đồng bảng, ngay cả khi nó không tăng giá so với đồng đô la. Một yếu tố khác đã hỗ trợ cho đồng bảng Anh là tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán, giờ nó có mối tương quan chặt chẽ với tâm lý rủi ro toàn cầu. Giả sử những yếu tố này vẫn còn hiệu lực, đồng tiền này có thể tiếp tục tỏa sáng, ít nhất là so với đồng euro và đồng yên. Ngoài cuộc họp của BOE, số liệu GDP của quốc gia trong quý đầu tiên sẽ được công bố vào thứ Sáu và có thể sẽ cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chuyển biến tích cực sau một đợt suy giảm nhỏ vào cuối năm ngoái. RBA khó có thể gây bất ngờ. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ kết thúc cuộc họp vào sớm thứ Ba, dự kiến sẽ không có hành động nào. Và xét theo dữ liệu kinh tế sắp tới, các nhà hoạch định chính sách cũng khó có thể thay đổi quan điểm trung lập của mình. Lạm phát của người tiêu dùng và nhà sản xuất tăng cao hơn dự kiến trong quý đầu tiên, báo hiệu rằng con đường đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu có thể chậm hơn so với dự đoán. Sức mạnh của thị trường lao động củng cố quan điểm này, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của giá nhà. Tương tự, đã có một số dấu hiệu phục hồi ban đầu trong lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc. Đây là một tin tốt đối với Australia,
nơi toàn bộ mô hình kinh doanh của nước này phụ thuộc vào việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Theo thời gian, điều này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng của Úc. Kết hợp mọi thứ lại với nhau, không có lý do gì để RBA đi chệch khỏi lập trường trung lập tại cuộc họp này. Nếu có bất cứ điều gì, thì họ có thể có dòng điệu dịu hâu hơn một chút, nhưng khó có thể đi xa đến mức báo hiệu một đợt tăng lãi suất khác. Một thông điệp trung lập về lãi suất sẽ khiến đồng AUD chủ yếu chịu chi phối bởi khẩu vị rủi ro toàn cầu và bất kỳ diễn biến nào của Trung Quốc. Do vậy, số liệu thương mại mới nhất của Trung Quốc vào thứ năm có thể rất quan trọng đối với đồng tiền này. BOJ công bố biên bản tóm tắt quan trọng. Tại Nhật Bản, chính phủ đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để mua đồng yên, đẩy đồng tiền này tăng hơn 3% trong tuần trước. Điều đó nói lên rằng, các yếu tố cơ bản đã đẩy đồng yên xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ vẫn còn tồn tại, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của sự phục hồi này. Để đồng yên có thể đảo ngược xu hướng, chênh lệch lãi suất cần phải thu hẹp bằng việc cắt giảm lãi suất của Fed hoặc với việc ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất. Điều này dường như không xảy ra trong vài tháng tới, có nghĩa là đồng yên có thể vẫn chịu áp lực nói chung, mặc dù các biện pháp can thiệp ngoại hối có thể giúp đảm bảo đồng yên không chạm mức thấp mới. Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp tháng 4 vào thứ năm, trong đó sẽ cung cấp một số manh mối về thời điểm tiềm năng của lần tăng lãi suất tiếp theo, cùng với loạt số liệu tiền lương quốc gia mới nhất. Cuối cùng tại Canada, số liệu thống kê việc làm cho tháng 4 sẽ được tung ra thị trường vào thứ 6. Đây là dữ liệu mà các nhà giao dịch đồng CAD cần quan tâm. Trên đây là những điểm nóng đáng chú ý cho tuần mới. Mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Các bạn đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu để lần tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng fresh tuần tiếp theo.